của Tài Sinh Một Cặp. Mình là Lệ Nam Anh. Công việc hiện tại của mình là người mẫu, diễn viên và doanh nhân ạ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Lệ Nam Anh tham gia một cái chương trình âm nhạc. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tham gia với cương vị là mình lựa chọn mentor khách mời. Và mình cảm thấy rất là hào hứng và trông đợi ở những cái vòng thi sắp tới. Mình mong rằng với cuộc thi này thì mình có thể mang đến một cái nguồn năng lượng mới qua những cái sản phẩm âm nhạc đến với khán giả. Khi mà bắt đầu tham dự cuộc thi thì mình phải qua một cái bước đó là lựa chọn bài hát. Thì Lệ Nam suy nghĩ rất là nhiều và mình muốn biến là một cô nàng tắc kè hoa biến hóa, nên mình muốn quay trở về cái thời 2000, biến hóa thành một anh thanh niên giống như hình tượng anh Trang Trường. Mình cảm thấy rất là đã, tại vì mình và ekip cũng như là các bạn dancer đã chuẩn bị cái bài này rất là gấp rút trong phòng vòng khoảng 3 ngày thôi. Thì mình cũng không có nhảy giỏi, nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình học tiết mục của mình. Nhưng mà mình cảm thấy là ok, nó cũng vừa đủ cái tầm, mình cảm thấy nó ổn. Mọi người ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Trời Sinh Một Cặp vào lúc 21:15 trên VTV3 chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên ủng hộ cho Lệ Nam Anh.